xin chào mọi người. Đang mùa dịch virus corona cho nên là chúng mình bị ảnh hưởng rất là nhiều đến công việc, gần như là đến 90%. Chính vì thế cho nên là nhân cái dịp mà thời gian rảnh rỗi này thì chúng mình sẽ làm video chia sẻ tới mọi người những kiểu tóc mà mọi người sẽ chắc chắn sẽ rất là quan tâm, công thức của những kiểu tóc mà chúng ta sẽ sử dụng để cho cô dâu của chúng ta đi chụp hay là make ngày cưới, ngày ăn hỏi và chụp hình. Bây giờ thì chúng mình sẽ cùng bắt đầu với em nơ canh này nhé. Đầu tiên thì chúng mình sẽ tách từ đỉnh đầu đi xuống sau gáy và chúng mình sẽ đi theo đường zig zag nhé. Tiếp theo thì chúng ta sẽ buộc. Mọi người nhớ này, tách đôi cái lọn tóc mà chúng ta vừa mới buộc và lộn ngược chun cái phần mà chun buộc đó cho tóc chui vào bên trong. Và bây giờ chúng mình sẽ bắt đầu rút này. Và khi rút tóc thì luôn luôn lưu ý là điểm rút đầu tiên sẽ là rút từ gốc rút lên thì mái tóc sẽ lên đúng lóng, đúng cái lóng tóc, đúng cái tép tóc. Sau khi mà các bạn rút xong ấy thì cái mái tóc ở cái phần bề mặt bên ngoài hoàn toàn là mái tóc của mình, sẽ không bị tóc con đưa ra ngoài nhiều nhé. Và tóc phải ôm theo khối ovon từ đầu đi xuống gáy. Lúc nãy bạn nào mà chưa xem kỹ được bên kia thì các bạn sẽ xem bên này thật là kỹ để mình có thể thực hiện được lại ngay lập tức cái kiểu tóc mà Mai Phan muốn gửi đến tất cả các bạn nhé. Xong cả hai bên rồi thì chúng ta sẽ cột cái phần giữa này lại nhé. Đó, để cố định lại luôn. Nhờ như vậy thì nó mới ra đúng cái khối tóc ôm theo cái dáng đầu được. Sau khi cột xong thì chúng mình sẽ tiếp tục hoàn thiện nốt phần mái nhé. Mình sẽ quay qua gương để cho mọi người nhìn thấy thao tác của phần mái. Với cái phần mái thì mọi người có thể chia môi 55 hoặc 73 nhé. Sẽ phụ thuộc vào gương mặt của từng khách hàng. Nếu như mà gương mặt khách hàng của chúng ta mà là một gương mặt to thì chúng mình sẽ chia môi 73. Còn gương mặt của khách hàng mà là một cái gương mặt nhỏ thì chúng ta có thể chia môi 55 nhé. Ok, khi mà cái mái tóc phía trước chúng mình đã hoàn thành xong rồi thì phía sau này chúng mình sẽ tận dụng chính cái đuôi tóc nha. Rồi chúng mình sẽ quận lại để che luôn cái chun buộc tóc của phía sau gáy. Rất đơn giản và các bạn sẽ dễ dàng làm theo được. Rồi mọi người ơi, sau khi mà chúng ta hoàn thiện ở phần trên rồi thì phần dưới này chúng mình sẽ sử dụng máy để cuốn xăm ở nhiệt độ 180 nhé. Rồi mọi người ơi, sau khi mà chúng mình quấn xong xong rồi nha, chúng mình sẽ tiếp tục với những thao tác tiếp theo. Công thức thì vẫn là buộc và lộn tóc như trên. Quan trọng nhất là khi mà các bạn làm ấy, các bạn chú ý là chúng mình sẽ nắm đúng vững chắc cái công thức. Và khi mà rút tóc thì sẽ rút từ gốc, không được rút ở trên ngọn mà rút từ gốc tóc rút lên. Xịt gôm thì sẽ xịt gôm hết sức là nhẹ nhàng, chỉ lấy hơi, không được xịt quá mạnh tay nhé. Khi mà chúng ta đã hoàn thiện mái tóc rồi thì chúng ta sẽ đầu cài đồ cài nhé. Với mái tóc từ khi này thì chúng mình sẽ cài đồ cài nhấn ở phía sau ở những cái điểm mà mình đã để sẵn ở đây rồi. Mình sẽ nhấn một chút, có thể là hoa tươi hoặc là phụ kiện mọi người có, miễn sao nó phù hợp với cả trang phục mà khách hàng hoặc cô dâu chúng ta mặc trên người là được. Sau khi chúng ta thêm một chút đồ cài và chúng ta thấy rằng là mái tóc của chúng ta nó có hồn hơn hẳn đúng không ạ?
rồi, bây giờ thì chúng mình đã hoàn toàn hoàn thiện cái mái tóc của ngày hôm nay rồi. Mình quay cận lại để cho mọi người ngắm kỹ và chúng ta có thể dễ dàng làm theo được nhé. Và các bạn ơi, đây là mái tóc rút tiểu thư nhé, chúng ta có thể ứng dụng cho cô dâu của chúng ta trong ngày cưới, ngày chụp ảnh hay ngày ăn hỏi. Nói chung là nếu là cô dâu thì chúng ta đều có thể ứng dụng được hết cho các sự kiện từ cưới hỏi cho đến ngày chụp ảnh các bạn nhé. Và các bạn thấy video của Mai Fan hữu ích thì các bạn hãy like và subscribe kênh của Mai Fan để ủng hộ Mai Fan sẽ đưa ra nhiều video hữu ích hơn nha. Chúc các bạn có những ngày chống virus corona thật là vui vẻ và không bị nhàm chán nhé. Xin chào.